Hello anh em nhé, chào mừng anh em đang theo dõi video của DC. Hôm nay thì DC sẽ làm một cái video hướng dẫn anh em cái cách để anh em lắp đặt cái hệ thống đèn tổ ong. Đầu tiên thì là cái đèn tổ ong nó có kích thước chiều rộng là 2m43 và chiều dài nó là 4m84. Thì trong cái bộ đèn tổ ong này nó sẽ phân ra thành rất nhiều những cái chi tiết khác nhau. Đầu tiên là bóng đèn nhé. Bóng đèn thì có hai loại bóng đèn. Đầu tiên là bóng đèn dài. Bóng đèn dài là 1m1, nó có 12 thanh phần bao chung quanh cái phần đèn tổ ong nhé. Phân ra cái đèn tổ ong bên trong, chia ra cái ô bên trong, đó 57 cái đèn và phụ kiện kèm theo nữa, đó chính là cái dây điện. Đây có hai dây điện này để đấu trực tiếp vào cái phần điện nguồn. Tiếp tục đến là 5 cái thanh nối. Thanh nối đây thì sẽ có là toàn bộ phần chếch này, phần chếch để bo toàn bộ chung quanh các cái tổ ong bên trong của đèn 50 phân nhé. Phần chạc ba để chia ra những cái tổ ong bên trong. Góc này thì để chia vào ba cái góc của cái phần bao phần đèn bên ngoài, đèn 1m1. Một cái tê này để chia từ cái phần viền bên ngoài, chia ra điện nguồn. Phần lối thẳng để lối trực tiếp cái phần viền bên ngoài. Thì đây nó sẽ có là 17 cái chếch, 27 cái chạc ba như này. Ba góc, một tê và 8 cái mang sông nhé. Thì bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết để lắp hoàn thiện cho anh em cái đèn tổ ong nhé. Thì mình sẽ lắp toàn bộ phần tổ ong bên trong trước nhé. Các bạn nhìn này, đây nó sẽ có cái ngoàm này để giữ này. Và phần khớp điện này, đó, giữa phần ngoàm, ngoàm nó sẽ ăn trực tiếp vào ngoàm này. Mọi người đưa vào cái phần ngoàm trước này, và mọi người lách này. Ấn chặt vào này. Để mình lắp cho hoàn thiện nhanh nhất thì anh em cần hoàn thiện cho mình 4 cái tổ ong bên trong khung giữa trước nhé. Đó, thì đây nó sẽ có là 21 cái bóng đèn 50 phân và 18 cái chạc ba như này để mình hoàn thiện cho mình toàn bộ khung bên giữa. Bây giờ nó sẽ còn 8 cái tê như này nhá. Thì mình sẽ hoàn thiện nốt là cắm 8 cái tê này vào 8 cái bóng đèn 50 phân này nhá. 8 cái tê này nó sẽ nằm ở 8 tổ ong giữa chia ra này. Bước tiếp theo là còn chếch thì mình sẽ cắm hoàn thiện cái phần chếch này vào phần hai thanh đèn 50 phân nhé. Anh em có thể lối toàn bộ hết tất cả chếch cho mình vào như này. Sau đó mọi người cắm vào các chạc ba cho mình. Đó, chếch này sẽ cắm vào 8 cái chạc ba mà vừa rồi mình có hoàn thiện nốt cái phần chạc ba nhé. Và bóng 50 phân. Đó, thì anh em sẽ hoàn thiện cho mình 4 bóng 50 phân tiếp. Đó, lắp vào 3 cái chếch để hoàn thiện 3 góc. Các bạn lưu ý là chỉ 3 góc nhá. Các bạn lưu ý nhá, đối với 4 bóng 50 phân và 3 chếch nó sẽ làm khóa toàn bộ phần tổ ong bên ngoài nhá. Các bạn lưu ý là toàn bộ các vị trí phần khóa bên ngoài anh em không được lắp tê nhá. Chỉ dành riêng tê cho một phần cuối cùng để anh em chia phần điện nguồn ra thôi. Đối với phần tổ ong cuối cùng nhá thì anh em sẽ lắp cho mình là 2 chếch và một tê. Cái tê này thì mình sẽ lối vào cái thanh điện cuối cùng này và một cái mình sẽ cắm nguồn nhé. Bây giờ mình sẽ hoàn thiện phần cuối cùng cho anh em. Đây, khi hoàn thiện xong nó sẽ nằm ở các vị trí như này. Thì bây giờ cái phần rắc nguồn cuối cùng mình sẽ cắm trực tiếp vào cái phần chạc ba như này nhé. Đó, và ra nguồn. Đối với phần khung ngoài cùng thì rất đơn giản, nó sẽ có góc mang sông và tê. Phần chiều dài nó sẽ có là 4 bóng, chiều rộng sẽ có 2 bóng. Lối giữa các thanh với nhau anh em sẽ lối bằng mang sông. Các góc bo anh em sẽ bo bằng phần góc này cho mình. Còn đối với phần điểm giao cuối cùng anh em sẽ lắp tê. Một đầu anh em sẽ bắt góc và một đầu anh em sẽ chia nguồn ra giúp mình nhé. Đây là phần khung đèn tổ ong đã được hoàn thiện xong nhé. Thì nó sẽ có hình dạng như thế này. Đó, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mẹo lắp đặt như nào cho nó hoàn thiện nhất và nhanh nhất nhé. Thì mọi người thấy này, toàn bộ phần đèn tổ ong nhá, thì mọi người lên quay cái phần mặt bóng đèn xuống phần dưới sàn để khi mình lắp đặt lên trên bề mặt trần mình không cần phải xoay lại cái phần kích thước nữa. Và một cái phần nữa là anh em cần lưu ý cho mình là khi lắp đặt thì anh em lên theo ý theo mình, anh em lên lắp cho mình cái phần khung bên ngoài trước đó, sau đó thì mình lắp khung bên trong. Và anh em lưu ý giúp mình nhá, mỗi phần khung đèn tổ ong bên trong nó sẽ có một đầu ra điện này, anh em lên để
cái phần vị trí của đầu ra điện, phần khung tổ ong và khung bên ngoài. Đó, để anh em đưa lên cái phần dây điện bên trên nào gần nhất với cái khu vực cái phần đầu ra của mình. Và một cái phần lưu ý nữa là khi lắp đặt, anh em lên sử dụng cho mình một cái máy bắn tia laser như này để mình căn góc, căn bề mặt nó sẽ chuẩn hơn. Bây giờ hãy cùng mình lắp đặt nhé. Ok, thì mọi người nhìn thấy đây là phần khung đèn ở bên trên đã xong nhé. Đó, bây giờ thì mình sẽ ráp toàn bộ cái phần tổ ong bên dưới cho lên là xong. Nhưng một cái mẹo để anh em lắp nó sẽ nhanh hơn, mọi người nhìn thấy đây là sẽ là 5 ô bên ngoài, đúng không? Mình sẽ lấy cái ô ở giữa, đúng phần trách giữa. Đó, đúng phần trách giữa này, mình sẽ lấy thẳng lên cái phần mang sông của phần khung ngoài. Đấy, mang sông giữa khung ngoài. Thì như vậy nó sẽ chuẩn đét luôn. Mọi người lấy đúng cho mình cái phần góc chữ A này. Đấy, cái trách này đúng vào mấy cả cái ốc của cái mang sông của cái thanh chặn bên ngoài, nó sẽ tầm vào một bước ngón tay, kìa đẹp nhất. Hoặc mọi người có thể lắp sát được, như mình sẽ lắp tầm khoảng cách một ngón tay, tầm một phân thì là ok. Đây là điện một pha 220V nhé. Thì anh em chỉ cần lấy cho mình một lóng một mát, anh em đấu vào là được. Thì phần khung bên ngoài và khung bên trong đều đấu điện như nhau. Anh em có thể đấu mỗi viền trong và viền ngoài, anh em cho ra một công tắc riêng cho mình nhé. Đối với phần trần thạch cao nhé, thì có hai loại trần thạch cao. Một là trần thạch cao nguyên cả tấm như này, thì anh em cần toàn giấu toàn bộ hết dây lên trên phần trần nhé. Còn đối với thạch cao miếng thì anh em chỉ cần nhấc từng miếng thạch cao ra, anh em đặt dây lên trên thả rất đơn giản thôi. Đó, thì để mà thiết kế ngay từ ban đầu thì anh em lên tính toán cái kích thước của phần đèn để mình chia ra các cái góc cố định. Mình sẽ cho ra hai dây nguồn, chia ra hai tổ dây xuống luôn. Thì khi mình lắp xong, mình chỉ việc khi đấu điện mình chỉ việc đấu ấn vào là xong thôi. Còn đối với dòng tôn nhá, thì anh em cần hàn khung cho mình đỡ đúng cái phần chiều dài 4m8 và chiều rộng 2m4 để anh em cho phần khung đèn nó bám lên trên, nó sẽ chắc hơn. Đây, mọi người có thể nhìn thấy đây là thành quả của DC nhé. Đó, toàn bộ phần dàn đèn tổ ong đã được hoàn thiện xong. Cái dàn đèn tổ ong như này thì nó là theo cái tiêu chuẩn của thế giới rồi. Thì toàn bộ cái kích thước của dàn đèn nó sẽ phù hợp với một cái khuôn của một chiếc xe, từ các dòng xe hatchback đến dòng xe sedan, dòng SUV đến các dòng xe bán tải đều vừa với một chiếc xe để anh em có thể sâu ảnh, view ảnh rất là dễ. Để lắp một cái dàn đèn như này, công suất là rất là tiết kiệm. Một dàn đèn to như này có công suất là 850W, tiết kiệm hơn anh em lắp những cái phần đèn thông thường rất là nhiều và vẫn đủ kích thước để cho anh em sử dụng nhé. Và anh em lưu ý là với cái dàn to như này thì độ bền nó rất là cao, rất là tiết kiệm cho anh em. Cảm ơn anh em đang theo dõi video của DC. Nếu anh em đang có nhu cầu muốn lắp đặt những cái dàn đèn như này, có thể gọi điện trực tiếp cho mình theo số điện thoại trên online, có thể comment trực tiếp bên dưới để được mình tư vấn hỗ trợ cho anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào, gặp lại anh em.